phần trình diễn của thí sinh mang số báo danh 100 Huỳnh Anh Khôi, tác phẩm 1 Rondo Vivas, tác phẩm 2 Rondo Toccata Kabalevsky. Xin mời thí sinh Huỳnh Anh Khôi. Có độ tuổi từ 9 đến 10 tuổi nằm ngoài các trường âm nhạc chuyên nghiệp. Sau đây thí sinh mang số báo danh 76 Nguyễn Thị Minh Phương chuẩn bị.